Vừa qua, Hiệp hội Phát triển Mậu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc và Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi hội thảo về cơ hội kinh doanh tại châu Phi, chia sẻ thông tin thương mại mới nhất của 6 quốc gia châu Phi với các doanh nghiệp Đài Loan. Trong buổi hội thảo, còn mời 2 doanh nghiệp Đài Loan riêng biệt ký kết ý định thư với doanh nghiệp Somaliland và Uganda. Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Mậu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc Huỳnh Chí Phương nhấn mạnh, hiện nay toàn thế giới đều rất chú trọng châu Phi, bởi vì dân số trung bình của địa phương chỉ có 19 tuổi và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình toàn cầu trong mấy năm qua, nhất là sau khi khu thương mại tự do châu Phi ra đời vào năm ngoái. Sau khi khu thương mại tự do châu Phi đi vào hoạt động, thì nơi đây đã trở thành khu thương mại tự do của 54 quốc gia, dân số hơn 1 tỷ người và GDP là 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Đây là một thị trường đầy tiềm năng. Tại thị trường châu Phi, các ngành nghề của Đài Loan sẽ có cơ hội rất tốt như là phụ tùng ô tô, sản phẩm tiêu dùng điện tử, dệt may và hàng tiêu dùng v.v. Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Thái Duẩn Trung cho hay, châu Phi quy hoạch sẽ thành lập trung tâm thương mại điện tử tại phía Đông Nam Tây Bắc, trong đó trung tâm thương mại điện tử ở phía Nam sẽ được đặt tại nước đồng minh của Đài Loan là Eswatini và do Đài Loan hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan. Một mặt khi chúng ta giúp Vương quốc Eswatini xây dựng trung tâm thương mại điện tử ở Nam Phi, chúng ta cũng hy vọng rằng cơ sở hạ tầng này có thể mang lại cơ hội kinh doanh thương mại điện tử của chúng ta khi mới được xây dựng. Ông Thái Duẩn Trung cũng thổ lộ, hiện tại Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Phát triển Mậu dịch Đối ngoại Trung Hoa Dân Quốc đang cùng nhau nghiên cứu về thị trường thương mại điện tử của châu Phi. Tháng sau sẽ công bố bài nghiên cứu này. Ông còn cho hay chỉ cần đi nhanh hơn người khác thì cơ hội sẽ nhiều hơn người khác.